Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Sáng nay ngày 12 tháng 1, công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn đã khởi công xây dựng dự án nhà máy luyện cả thép Nghi Sơn số 2. Chú trọng quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19. Phần tin quốc tế, EU cảnh báo tiêm nhiều mũi vaccine phòng Covid-19 tăng cường có thể gây suy yếu hệ miễn dịch. Nhiều quốc gia châu Á siết chặt đi lại trước thềm Tết Nguyên đán. Sáng nay, tại khu kinh tế Nghi Sơn, công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn đã khởi công xây dựng dự án nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2. Dự án nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 do công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn làm chủ đầu tư có công suất 3 triệu tấn một năm, tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Đây là dự án sử dụng công nghệ Italia hiện đại bậc nhất châu Âu, chưa làm hai giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án có công suất 1,5 triệu tấn phôi thép một năm, đầu tư xây dựng từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Giai đoạn 2 có công suất 1,5 triệu tấn phôi thép một năm và 1,5 triệu tấn thép cán một năm triển khai đầu tư từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 3 năm 2025. Đây là dự án thứ 6 mà tập đoàn VAS Nghi Sơn đầu tư trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn. Được kỳ vọng sẽ cùng với nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 1 tạo thành khu liên hợp gang thép Nghi Sơn đồng bộ theo mục tiêu đã đề ra. Gián nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 được đầu tư không những tiếp tục khẳng định thương hiệu thép Nghi Sơn cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Dự án được khởi công xây dựng là kết quả của quá trình chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng của nhà đầu tư, sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, sự nỗ lực cố gắng của các ngành các cấp tỉnh Thanh Hóa và sự đồng tình ủng hộ của chính quyền nhân dân thị xã Nghi Sơn trong công tác giải phóng mặt bằng. Sáng nay ngày 12 tháng 1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác nội chính Đảng năm 2022. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị ngành nội chính đảng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của đảng về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tích cực chủ động sâu sát quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực theo đúng chỉ đạo của tổng bí thư không để chững lại hay trùng xuống không vì có dịch covid 19 mà ngừng lại không xử lý tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận về tham nhũng tiêu cực như lĩnh vực y tế, phòng chống dịch Covid-19, quản lý sử dụng đất đai, việc mua bán chuyển nhượng tài sản công, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, các dự án mua sắm lớn từ ngân sách nhà nước. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành cấp tỉnh trên các thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giả soát, lập danh sách tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao có bệnh nền đang điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ theo hướng dẫn của ngành y tế về quản lý người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo tổ chức tiêm vét vaccine, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, đảm bảo không để sót đối tượng nguy cơ cao không được tiêm vaccine. Theo dõi sức khỏe, xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19, theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2. Các sở ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đảm bảo điều phối kịp thời vaccine phòng COVID-19, chỉ đạo tổ chức tiêm chủng kịp thời an toàn theo quy định, ban hành tài liệu hướng dẫn về quản lý, chăm sóc sức khỏe người có bệnh nền, người có nguy cơ cao, cách theo dõi và xử lý điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19 phù hợp với điều kiện thực tế, có giải pháp không để thiếu nguồn cung cấp oxy y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở y tế trong mọi tình huống, tổ chức truyền thông tư vấn về phòng chống COVID-19 cho nhóm nguy cơ và người sống chung, người cùng gia đình, thuyết phục động viên người thuộc nhóm nguy cơ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, thực hiện tốt thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế tụ tập và đến nơi tập trung đông người thực hiện khai báo y tế. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa vừa có văn bản về việc khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách đến đi qua địa bàn huyện Mường Lát sau một thời gian tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2022, khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách gồm xe tuyến cố định nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đến huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có trách nhiệm tổ chức hoạt động vận tải theo đúng phương pháp đã xây dựng thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa và địa phương nơi đi, nơi đến trong hoạt động vận tải hành khách. Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính và bảo hiểm của người dân, ngày 12 tháng 1 năm 2022 tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam chính thức triển khai hợp tác về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng. Theo đó, trong giai đoạn đầu triển khai, Aribank sẽ hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam qua hệ thống gần 2.300 chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc. Hợp tác giữa Aribank và FWD Việt Nam là sự kết hợp giữa sức mạnh của mạng lưới phân phối rộng khắp và lớn nhất cả nước của Aribank với thế mạnh phát triển các sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhiều đối tượng khách hàng và nền tảng kỹ thuật số, tạo ra những trải nghiệm khách hàng khác biệt của FWD Việt Nam. Việc Aribank triển khai phân phối bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm nhân thọ đi đầu về công nghệ là FWD Việt Nam trên toàn bộ hệ thống là nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng thu dịch vụ, giúp hàng triệu khách hàng Aribank dễ dàng tiếp cận và tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính của bản thân và gia đình. Năm 2022, huyện Triệu Sơn xác định tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với phương châm Triệu Sơn bứt phá đi lên. Năm 2022, được huyện Triệu Sơn xác định là năm hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Các ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở sẽ đề cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển đô thị xanh, thân thiện, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa năm 2022 đạt 12,5%. Toàn huyện tích tụ tập trung 360 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi 611 ha đất sang trồng cây khác. Phấn đấu giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 140 triệu đồng trở lên. Triệu Sơn phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 32 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có thêm 2 xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm và 6 xã thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Để đạt các mục tiêu trên, Triệu Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Những năm gần đây, nghề làm bánh nhãn ngày càng phát triển tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại, có khoảng 40 hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh nhãn tạo việc làm trực tiếp cho 200 lao động và hàng trăm lao động thu mua nguyên liệu làm bánh, thu nhập bình quân đạt từ 4 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Trung bình mỗi năm, các hộ sản xuất bánh nhãn trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân cung ứng cho thị trường từ 15 đến 20 tấn bánh nhãn, doanh thu đạt khoảng 1,8 đến 2,2 tỷ đồng. Đề nghề sản xuất kinh doanh bánh nhãn phát triển bền vững, các hộ sản xuất kinh doanh đã liên kết thành lập tổ hợp tác sản xuất bánh nhãn truyền thống thị trấn Hồi Xuân nhằm tìm kiếm, liên hệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, thương hiệu bánh nhãn Hồi Xuân đã có mặt tại thị trường nhiều tỉnh thành phố như Hòa Bình, Vũng Tàu, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, sáng ngày 12 tháng 1, tại trường Trung học phổ thông Lê Văn Hưu, huyện ủy Thiệu Hóa đã phát động cuộc thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu. Cuộc thi nhằm giúp cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa hiểu thêm về cuộc đời, thân thế sự nghiệp và những đóng góp quan trọng của nhà sử học Lê Văn Hưu, tôn vinh những cống hiến to lớn của ông, nhà sử học đầu tiên của nước ta đối với nền sử học Việt Nam đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tấm gương của nhà sư học Lê Văn Hiêu, khơi dậy niềm tự hào quê hương đất nước, củng cố niềm tin, ý thức trách nhiệm của đảng viên và nhân dân nhằm lan tỏa ý nghĩa sâu sắc, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với nhà sư học Lê Văn Hiêu. Đối tượng tham gia cuộc thi viết tìm hiểu thân thế sự nghiệp nhà sư học Lê Văn Hiêu là người thiệu hóa, đang sinh sống, làm việc trong và ngoài huyện, người các địa phương khác. Hình thức thi viết tự luận, có thể viết tay hoặc đánh máy, Cuộc thi diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 45, đoạn đi qua địa bàn thị trấn Sừng Thông, huyện Đông Sơn, tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa và công an huyện Đông Sơn đã bắt quả tang một đối tượng tàng trữ ma túy đá và hồng phiến. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Đỗ Minh Hiếu, sinh năm 1983, ở xã Cầm Tú, huyện Cầm Thủy, tàng trữ hai gói ma túy tổng hợp dạng đá và 188 viên hồng phiến. Hiếu khai nhận đã thuê xe taxi đi thành phố Thanh Hóa mua số ma túy nói trên của một đối tượng không quen biết về Cầm Thủy sử dụng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.